Có con dê hả chị? Dạ hôm đó nhiều lắm chú ơi. Bên đây nữa, đó ông cố cho cái dây ra nhiều lắm. Mà tại vì con ăn nó đi học á, rồi không có tiền cái bán mất từ từ chú ơi. Dạ, bán rồi có hổng bán cái tiền học cho nó rồi. Giờ có con cuối năm học của con. Con đạt danh hiệu xuân xuất sắc, tốt hội thi phụ trách sao giỏi cấp huyện năm 2023 năm 2024. Đây là giấy khen của chị Hồng Phương đạt danh hiệu học sinh giỏi. Giấy khen của hội thi vươn ra thế giới. Đây là hội thi hùng biện tiếng Anh. Đây là tên học trẻ cấp trường. Hội thi vẽ tranh 30 năm trước tuổi thơ. Phong trào giấy thích đội.